Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Hé lộ cuộc đua tàu ngầm nhằm kiềm tỏa Trung Quốc tại Biển Đông. Thưa quý vị, các quốc gia Đông Nam Á ngày càng coi việc phát triển tàu ngầm là điều cần thiết cho an ninh quốc gia trong bối cảnh thực tế địa chính trị thay đổi, đặc biệt căng thẳng Mỹ-Trung ngày một gia tăng. Trong khu vực Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã có tàu ngầm, trong khi Thái Lan và Philippines đang trong quá trình mua. Đầu tháng vừa qua, Singapore đã bắt tay vào giai đoạn phát triển tiếp theo với các tàu ngầm lớp Invisible mới được sản xuất tại Đức. Tại buổi ra mắt tàu ngầm này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nói rằng với vị thế là một quốc gia biển, lực lượng hải quân của Singapore có sứ mệnh quan trọng là đảm bảo sự sống còn và duy trì các tuyến liên lạc trên biển. Thực tế, việc các nước Đông Nam Á chủ trương mua tàu ngầm ngày càng gia tăng là do sự cạnh tranh địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo một số nhà phân tích cho rằng động thái này là hợp lý và cần thiết vì khu vực này nằm trên các tuyến hàng hải chiến lược với lưu lượng giao thông đông đúc. Biển Đông cũng là tuyến hàng hải chiến lược cực kỳ quan trọng bên cạnh nguồn lợi dồi dào thủy hải sản, dầu khí. Nên không khó nhận thấy trong vài năm qua Bắc Kinh đã quân sự hóa toàn bộ ít nhất 3 trong số hòn đảo mà nước này xây dựng trên vùng biển tranh chấp. Qua công bố báo cáo An ninh Trung Quốc năm 2023, Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng thông qua các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như truyền bá thông tin có lợi cho đất nước trên mạng xã hội hoặc sử dụng các biện pháp phi quân sự, chẳng hạn như các hoạt động gây ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý và nhận thức hay các tình huống vùng xám trên biển. Diễn tiến trên thực địa thời gian qua cũng minh chứng Trung Quốc luôn tạo ra các tình huống vùng xám trên biển. Trung Quốc đã cố gắng thay đổi nguyên trạng thông qua các xung đột cường độ thấp trong lĩnh vực hàng hải. Để tránh chiến sự và tạo thế trận có lợi, Trung Quốc sử dụng hải quân PLA như một lực lượng răn đe, đồng thời sử dụng cơ quan thực thi pháp luật của lực lượng hải cảnh và lực lượng dân quân biển để quản lý cường độ tranh chấp để không dẫn đến xung đột vũ trang, trái lại gây áp lực lên đối phương, từ đó từng bước mở rộng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nhưng trên hết, động thái mua sắm tàu ngầm của một số nước Đông Nam Á cũng là ý thức chủ động bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh cuộc chiến dưới lòng biển ngày càng khốc liệt, phức tạp, có sự tham gia của nhiều cường quốc. Ian Story, một thành viên cấp cao tại Viện ICES Yusof Ishak ở Singapore, cho biết có những lý do chiến lược thuyết phục để vận hành tàu ngầm đối với các quốc gia như Việt Nam, quốc gia đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ kéo dài với Trung Quốc. 6 tàu ngầm của Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc phải suy nghĩ kỹ trước khi cố gắng chiếm các đảo san hô của Việt Nam ở Biển Đông. Chuyên gia Story nói, theo tổ chức phi lợi nhuận sáng kiến đe dọa hạt nhân, Mỹ có khoảng 66 tàu ngầm, trong đó có hơn 50 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Còn theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc được cho là sở hữu 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân và 46 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel. Theo quan điểm phổ biến, khí tài chống ngầm tốt nhất chính là tàu ngầm. Tuy nhiên, giới quan sát quân sự quốc tế chỉ ra rằng chi phí mua, vận hành và bảo trì chúng quá đắt đỏ. Không phải nước nào tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng đủ khả năng hoặc sẵn sàng bỏ tiền để phát triển hạm đội tàu ngầm. Mặc dù vậy, căng thẳng gia tăng đồng nghĩa với việc những nước vốn không đủ khả năng thành lập hạm đội ngầm mới hoặc mở rộng các hạm đội đang sở hữu có lẽ cũng phải tìm kiếm các giải pháp tác chiến chống ngầm do bị cuốn vào cuộc đua của các ông lớn. Điều này cũng có nghĩa chiếc cuồng xoáy của vô hình mà Mỹ Trung vô tình tạo ra trên Biển Đông một lần nữa cho thấy chủ trương xây dựng hạm đội ngầm của một số quốc gia Đông Nam Á là cần thiết vì mục tiêu tự vệ chính đáng của mỗi quốc gia. Dù biết khi những đơn hàng tàu ngầm của các nước Đông Nam Á được triển khai, Biển Đông sẽ trở nên chật chội hơn khi các đơn vị tàu ngầm hoạt động và tăng nguy cơ xảy ra các cuộc chạm trán liên quan đến tàu ngầm và lực lượng trên mặt biển càng gia tăng, cũng như những sự cố va chạm với các tàu khác, bao gồm tàu dân sự. Hiện tại, Trung Quốc đã và đang xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không, tàu chiến mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông. Do đó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự, máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm, trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp 30 đến 300 GHz hoặc cực kỳ thấp từ 3 đến 30 GHz.
Mới đây, tờ South China Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Du Lâm là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc PLA và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Đông Á. Trên website của Bộ Quốc phòng, Trung Quốc cũng vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng thiềm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Trước đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm thiềm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc với nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Liên quan đến các hoạt động quân sự của Trung Quốc, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc với nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông để duy trì sức ảnh hưởng cũng như kiềm chế Trung Quốc. Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh gia tăng hành động khiêu khích chống lại các bên tranh chấp với Biển Đông, cảnh báo rằng hành vi gây hấn và vô trách nhiệm của Trung Quốc sẽ dẫn tới một sự cố hoặc tai nạn lớn và điều này chỉ còn là thời gian. Minh chứng cho các tuyên bố của mình, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình bằng các cuộc tuần tra hải quân với lý do đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Song song, quân đội Mỹ gia tăng tần suất hiện diện của máy bay trinh sát trên Biển Đông. Đa số máy bay trinh sát quân đội Mỹ sử dụng là máy bay tuần thám chống ngầm P-8A, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C. Thậm chí, theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông, CSIS, các máy bay trinh sát của Mỹ đã mở rộng phạm vi gió thám và chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc đại lục 29,46 km. Những hoạt động tăng cường chống ngầm của Mỹ không phải diễn ra thời gian gần đây. Còn nhớ cách đây vài năm sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của Hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Amami Oshima, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các loại máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Các biên đội 3 hoặc 4 máy bay Mỹ luôn bật tín hiệu nhận diện, một động thái dường như cố ý để thể hiện rằng họ luôn bay qua eo biển Ba Sĩ phía nam đảo Đài Loan. Cuộc chiến dưới lòng biển giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay cấn khi tờ Defense News dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục tiêu giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm Hải quân Trung Quốc từ những năm 2000. Thực tế trên cho thấy với vị thế là những cường quốc hàng đầu thế giới, cả hai nước Mỹ, Trung Quốc đều có những lợi thế nhất định để phát triển những công cụ phục vụ cho tham vọng, mục đích chiến lược toàn cầu của mình và những dạng khí tài thông minh như tàu ngầm robot, thiết bị lặn không người lái UUV, tạm hiểu như một dạng tàu ngầm không người lái sẽ được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ khi cần. Có thể nói Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines và Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Không những vậy, để níu giữ chân nhau, không cho nhau chiếm vị thế độc tôn tại tuyến hàng hải quan trọng mang tên Biển Đông. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn gây cấn quyết liệt hơn, không chỉ trên mặt nước mà còn dưới biển sâu. Bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!